full photo for him. Oh, yeah. Come join him. So you... No. I don't want to be on TV. Ồ, con cây này to quá vậy. Cô bác quý chị biết vì sao lại tổng thống, cựu tổng thống của Mỹ Donald Trump á và có tên trên cái đại lộ danh vọng này, thì cô bác quý chị có thể comment cho Bùi Hồ được biết ha. Donald Trump. Dạ. Đi cũng rất là lâu mới tìm thấy một cái tên của vua nhạc bóp Michael Jackson rất là nổi tiếng thôi cô bác quý anh chị. Dạ. Đối với tất cả các nhà hàng Mỹ á nha, thì cái con tôm họ không có ăn cái phần đầu hả chị ha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại kinh đô điện ảnh Hollywood ngay tại thành phố Los Angeles của tiểu bang California. Cô bác anh chị cũng đã biết rồi, đây là một cái đại lộ mang tên là đại lộ danh vọng dành cho những người làm trong lĩnh vực giải trí và tất cả các diễn viên hay các MC truyền hình và các ca nhạc sĩ đều họ đều thích cái tên mình có mặt ở trên cái hình ngôi sao như thế này. Và cô bác anh chị thấy có những cái ngôi sao nó có tên và có những ngôi sao chưa có tên ha. Và ai mà làm trong lĩnh vực giải trí đều được ước muốn một lần được cái tên mình hiện ở trên cái đại lộ này. Và Bùi Hồ chia sẻ thông tin về cái đại lộ này một tí xíu ha. Đại lộ này dài khoảng 2,1 km, 2,1 km theo cô bác quý anh chị. Và nó có hai bên đường, không phải là ở đây mà nó còn có cả ở bên kia kìa. Đó. Và hiện nay thì cái đại lộ này có rất là nhiều tên của các diễn viên điện ảnh, ca nhạc sĩ, những người làm phát thanh truyền hình rất là nhiều, và có cả một cái tên của tổng thống Donald Trump luôn. À, và bây giờ thì rất là nhiều cái tên Bùi Hồ không có chia sẻ được hết cho cô bác của chị. Và cái đại lộ danh vọng này cô bác của chị biết là hàng năm á thì thu hút khoảng 10 triệu lượt khách đổ về đây để mà được đi trên cái đại lộ này, anh ngôi sao á. Thành ngôi sao đại lộ này, những cái đây, những cái tên mà được vinh danh ở trên này á đều ở trên một cái hình ngôi sao năm cánh, là hình ngôi sao này biểu trưng cho năm ngành trong lĩnh vực giải trí, từ diễn viên, ca nhạc sĩ, truyền đài, truyền hình, phát thanh. Cái người đầu tiên mà được xứng danh trên cái đại lộ này là một diễn viên nữ nha. Tên tiếng Anh là gì thì mình không có gần lắm. Dạ. Việt Nam, đi đâu, đi đâu. Cháu. Dạ. Đi đâu, đi đâu, nhưng mà không nhiều kêu mà. Việt Nam, đi đâu, đi đâu. Cháu, là sao? Xin chào. Xin chào. Where from Saigon? Saigon. Perry. He was in Vietnam before. Come here, Perry. You know I can't, but Perry. You don't want to talk. Yeah. So, xin chào. Hey, nice to meet you. When you come to Hollywood, come see me. I'm trying to be the first black friend in America. All right, buddy. Yeah. Are you Vietnamese too? Yeah. Nói ảnh nếu mà ai mà đến du lịch á thì đến kiếm ảnh, ảnh sẽ là người da màu đầu tiên kết bạn với ảnh. Dạ. Yeah. Đi hai cô bác chị. Ở đây là rất là nhiều diễn viên điện ảnh tài tử thì Bùi Hồ không thể nào biết hết được. Có cả ở bên kia luôn kìa nha, chứ không phải là chỉ ở bên đây thôi. Có nghĩa là cái tuyến đường này nó dài là 2,1 km, thì nó ở hai bên đường luôn. Và đến thời điểm hiện tại thì 2,600 tên các diễn viên điện ảnh tài tử được vinh danh ở trên cái đại lộ này. Đi thôi. Đây là cũng ước hơi cũng rất là nhiều người khi mà đi du lịch thì đi đến Mỹ thì phải được một lần đặt chân đến đây, cũng như là một cái địa điểm ở Cali này, hoặc là đặt chân đến cái cầu đỏ, cái cầu cổng vàng của cô bác anh chị. Và thời tiết như thế này ở đây thì cũng nắng ấm, rất là mát luôn. Yeah.
Thật ra thì đại lộ không phải là một cái chỉ có một cái tuyến đường thôi, nhưng mà ngay ngã tư Bùi Hồ nhận thấy đó, bên đây vẫn có nè, ở đằng sau lưng vẫn có, ở bên kia vẫn có kìa, và phía trước mặt của Bùi Hồ nó vẫn có luôn nha. Ở đây là giống như một cái vỉa hè của Việt Nam đi bộ đó, thì người ta làm đại lộ vinh danh những cái tài tử điện ảnh ở trên đây. Điều Bùi Hồ muốn chia sẻ là các những người mà muốn được vinh danh ở trên đại lộ danh vọng hoạt động lĩnh vực giải trí, muốn được vinh danh ở trên cái tên ở trên cái lĩnh vực này thì phải hoạt động nghệ thuật ít nhất là 5 năm đó, và có nhiều thành tựu nổi bật thì mới được vinh danh ở trên cái tên ở trên cái đồi lộ này. Mọi người đi thì thường nhìn xuống cái ngôi sao coi tên của một người nào mà mình thích không, hoặc là họ xem tên của những diễn viên điện ảnh gì đó ở dưới ngôi sao này để họ có thể chụp hình nè. Đấy, có chị đây không? Lâu lâu thì mình sẽ thấy được những cái hình ở như nơi đây này khác nhau. Đây là những diễn viên hài á, diễn viên hài. Còn đây là những người mà họ đóng góp trong cái lĩnh vực mà phát thanh á. Đó, phát thanh là ra cái hình Vigo. Yeah. Còn cái này là giống như là những người diễn viên đóng phim á. Ở đây có một cái chữ nè, 50 năm, năm 1960 đến năm 2010. Đi cũng rất là lâu mới tìm thấy một cái tên của vua nhạc bóp Michael Jackson rất là nổi tiếng thôi cô bác của anh chị. Đó, ông được cái tên trên một cái đại lộ danh vọng như thế này. Đây, dưới này là một cái ngôi sao trên đại lộ danh vọng có tên của cựu tổng thống của nước Mỹ, đó là Donald Trump. Đó, có báo anh chị thấy không? Donald Trump. Yeah. Và vì sao đây, ở đây người ta có bao bán cả những cái áo thun có hình của Donald Trump, rồi có cả những cái nón. Và có báo anh chị biết vì sao lại tổng thống, cựu tổng thống của Mỹ Donald Trump á và có tên trên cái đại lộ danh vọng này, thì có báo anh chị có thể comment cho Bùi Hồ được biết ha. Donald Trump. Yeah. Ở đây là trên đại lộ danh vọng đó, thì vừa hồi cùng với chị sẽ mua một cây trái bắp ha. Đây, 8 đồng một trái. Đây là bắp nấu. Này là con này là ở Mexico hả chị, bán ở Mexico ha. Chili. Chị, em có tiền lẻ không cho mình. Chili. Give me chili si. Ăn cay được không? Không không. Đợi chị vào, cắt tiền, cắt tiền. Để anh chị lo cho. Anh chị không cho Bùi Hồ trả tiền. Burrito. Mui burrito. Ở đây là bấm nấu và người ta sẽ để vô. Ok. Trời ơi. Uno más. Ok. Uno más. Ok. Yeah. Em mời anh. Yeah, anh dùng trước. Anh chị có mua hai người xem. Ô, một cây này to quá vậy. Ừ, chưa biết. Chưa biết gì bắp tôm mẹ. Và hai cái đó là gì chị? Phô mai à? Mayonnaise giống như phô mai vậy. Dạ, phô mai. Đó, cái bắp là sau khi mà nướng xong á thì sẽ có thêm một phô mai. Rồi ớt. Ô, bà tha vô. Và có nặng. Pero Valentina. Và hỏi có nặng thêm chanh không? Salsa Valentina. Ờ, sí. Cái đó là tương ớt á. Một trái như thế là 8 đồng. Cảm nhận thử nha. À. Ngon nha. Nó vừa béo, vừa béo vừa chua chua, vừa cay. Dạ. Yeah. Nói thiệt nó hơi dính miệng. Nó là cái này phải có khăn giấy mới được. Đang ăn ở trên cái đại lộ danh vọng. Hello,
Cái này ăn thì ngon, bắp nó mềm. Nhưng mà ăn hơi bị tốn ăn giấy á. Dạ, cho em xin thêm cái ăn giấy. Dạ, dạ cảm ơn. À, bây giờ đi ăn. Giống như là mayonnaise. Mayonnaise rồi có ớt nữa. Đi ăn bụi cho cô bác của anh chị biết không? Đây là hot dog. Dạ. Là hot dog. Hot dog biết hot dog rồi. Dạ biết. Còn đây là trái cây ly. Đây đồ ăn vặt nhiều chứ. Và vòng vòng này người ta làm bữa hồ thấy á, là người ta giới thiệu những cái tour á, người ta bán tour á. Và nhắc ớt không đều á, nên bên đây nó bị cay quá, còn bên đây thì nó béo quá. À, cô bác chị thấy bên màu trắng không? Bên màu trắng nó bị cay và không cay, còn bên màu đỏ nè. Mà ớt, ớt Mexico nó cay nha. Đường hồ đang đợi dùng đèn xanh đèn đỏ. Ở đây thì không có cái chỗ ngồi, kiếm một khu vực nào đó mình đứng mình ăn thôi. Mà là với cô bác anh chị á, cái khu vực này nó dài lắm. Đi để kiếm một cái nghệ sĩ hay một diễn viên cái tên mà mình yêu thích á, không phải dễ chút nào. Dơ miệng tí xíu nha. Có một cảm nhận nè, cái bắp này thì nó mới nha, nó mềm, nó ngon, nó ngọt. Tuy nhiên mình gắt ớt vô lên rồi thì nó cay, rồi mayonnaise nó béo nữa, mình tặng thêm tí chanh nữa, nó chua chua đó. Bữa nào về Việt Nam làm thử nha. Cái này có thể mua mấy cái liệu này được. Dạ, mấy cái này dễ mua. Dạ. Này ớt khô thôi, bột ớt khô á. Đây một chiếc xe di động để bán đồ ăn đường phố. Đây là bánh hot dog á cô bác anh chị. Cái bánh mì người ta sẽ để cho nó nóng nóng lên. Và sau đó người ta sẽ dồn cái nhân vô. Ngoài đó là hành với lại ớt, cà chua. Một cái là 8 đồng. Mấy bà vừa đi dạo, mấy bà vừa ăn luôn. Dạ, bây giờ mình đi ha. Ôi, full photo for him. Meow. Oh, yeah. Come join him. So he... No. I don't want to be on TV. No, I don't want to be on. Meow, meow. Yeah. Bùi Hồ đi ngang mới dục một cái gì. I guess they got a good job. I don't want to be on. Yeah. No. I don't want to be on. I don't want to be on TV. Yeah. He's looking at TV. He's gonna okay, come here. You're guilty. Okay, no. He'll be trying to give us a tip. Yeah. Huh? A tip. I'll give tip. He's from Vietnam. He has no money.
Cô báo với anh chị biết không, là khi mà bùi hồ đi ngang á, họ sẽ đưa một cái dây và sau đó họ trong cái cổ mình, họ kêu mình chụp hình vô tô, họ không nói gì hết và sau đó là kêu mình tiếp cho họ. Ờ, nhưng mà thật ra là rất ngại mấy chuyện đó cơ á. Bùi hồ không quen nên là nữ là cứ mặc đồ đẹp đẹp lên rồi cái tròn cổ mà nè đó, rồi cái kêu chụp hình rồi kêu cho tiền đó, đó là một trong những cái hình dịch vụ ngay tại chỗ này ha. Xin chào. Mới nói Việt Nam là anh nói xin chào. Chụp cả photo. Chụp hình, anh kia chụp hình kìa. Ờ, chụp hình là tốn phí á. Thôi đi, dạ, đúng không? Không, anh kêu mình chụp hình, mà chụp hình với anh là mình phải trả phí cho anh á. Đúng rồi. Dạ. Bùi Hồ bắt gặp được ở đây, người ta cho một mướn chiếc xe Ferrari á, là ở đây là 89 đồng cho 6 mai. Dạ. Yeah. Ở cô bác chị không? Xe này người ta cho mướn dịch vụ nha, lái được 89 đồng. Ferrari siêu xe. Cái trải nghiệm để mà mình có thể là mình đặt cái tên của mình lên đây, trải nghiệm ở đây. Và ở đây là mình có một cái điện ảnh ở phía trước, đây là cái giải Oscar. À, mình sẽ để cái tên của mình ở đây. Đây, chị này chị làm nè. Này là mỗi cái là bao nhiêu đô la chị? 10 đô. Để với hai em. Dạ dạ. Muốn để hai để. Bùi Hồ TV ở đây là gì chị? Người chân của người ta, không sao, người tên dạ, của mình. Dạ ok. Đó, có nhờ người chị này, chị sẽ đặt tên Bùi Hồ TV lên đây. Dạ. Trải nghiệm để chụp hình thử làm kỷ niệm khi mà đặt chân lên nước Mỹ. Ở đây chị có rất là nhiều chữ cái. Dạ. Và chị của Bùi Hồ á, viết tên coi cho chị là chữ chữ Bùi Hồ TV. Ở đây là mình trải nghiệm thôi nha. Dạ. Chị đang lựa các chữ cái. Ok. Dạ. Việt Nam. À, Việt Nam. Chị tưởng đâu em là Trung Quốc. Chị ơi, nói China. I from Bolivia, Saludos a Taiwan, ano a? Dạ. À Việt Nam. Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Ngồi với ở đây với chị nha. Chị để cái này á, vì sợ người ta đi á, người ta đá cái này mất tiêu á. Đây là một cái dịch vụ rất là hay. Và trước đây á, Bùi Hồ nhớ là chỉ có 5 đô à. Nhưng mà ngày hôm nay không biết là có mắc hơi so với các bạn mà thuê chị này làm không. Chỉ có 5 đồng thôi nhưng mà chị hôm nay làm 10 đồng. Đây là một cái giải rất là danh giá của Hollywood, đây là giải Oscar nha. Giải Oscar mới được cái huy hiệu này. Ai mà làm trong lĩnh vực giải trí á, phim á mà được cái giải này thì thôi phải nói là rất là vinh dự luôn. Yeah. Chị nói chị lấy thiếu một chữ rồi. Thiếu chữ Y rồi. Dạ. Yeah. À, bây giờ chị cẩn thận, chị đo không? Đây là kênh YouTube Bùi Hồ TV chứ không? Để làm kỷ niệm thôi. Dạ. Yeah. Chị làm cũng cẩn thận ghê ha, cũng đo đâu đó ngay ngắn với cây thước đàng hoàng. À. Ủa có tên ở trên cái đại lộ danh vọng rồi nha, nhưng mà tên này là tên giả thôi chứ không phải tên thiệt. Này là hàng fake chứ, còn hàng real nằm bên kia. Ok, TV. Cái hình này là cái hình TV, mình có thể chọn hình mặt hình sân khấu á, mặt vui mặt cười cũng được. Dạ. Yeah. Cái đó là cái máy quay phim. Ok, dạ. Yeah. Cái này là cái TV nhỏ nhỏ nè, thấy không? Mình sẽ để lên đây. Dạ, yeah, để lên đây. Ok. Và ngồi chụp hình thôi. Như vậy thôi là mình sẽ tốn 10 đồng. Người ta ở đây là viền viền bằng đồng á, viền bằng đồng ở ngoài, ở trong là đá mê bồ, ở đây là đá màu vàng, ở ngoài này nó nhìn rất là nổi bật luôn.
Bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ chụp hình cho cô bác anh chị biết thôi. Trải nghiệm dịch vụ ở đây người ta làm cũng khá là nghiêm túc. Và mỗi một lần như vậy thì 10 đồng cho một lần chị làm như vậy để mình có thể chụp hình check in địa điểm ngay tại đến cái đại lộ danh vọng này. Ngồi kế bên cái ở trên cái đại lộ danh vọng này. Cái này là cái dịch vụ người ta làm cho mình thôi. Mỗi lần mà khách du lịch mà đến cái Los Angeles này đó thì người ta sẽ đi trên cái đại lộ danh vọng này. Thứ nhất là để trải nghiệm và thứ hai là để xem những cái tên mà những thần tượng của mình, ví dụ như Michael Jackson hay là sắc xanh là Thành Long hay là những cái tên khác nữa, thì người ta sẽ làm riêng một cái tên như thế này để đứng lên đây, và mỗi một lần người ta ghép những cái chữ cái ra cái tên của mình như thế á là có giá tiền là khoảng 10 đồng. Thôi ngồi đây giờ nắng quá, mọi người thì đọc cái tên này. Đây là một cái dịch vụ cũng khá là hay ha, và chúng ta nhận thấy được rằng là ở Mỹ làm cái du lịch rất là hay. Chỉ có một cái đoạn đường trên cái vỉa hè như thế này nè thì người ta có thể có những cái dịch vụ kèm theo bán những cái hàng lưu niệm, rồi mình đi lên đây để mình trải nghiệm và đồng thời có những cái dịch vụ kèm theo như thế này. Đây là một cái thước phim mà Mười Hồ muốn chia sẻ cho cô bác anh chị khi mà Mười Hồ ở ngay tại Los Angeles ở tiểu bang California của Mỹ, và một hành trình rất là dài Mười Hồ sẽ còn chia sẻ thêm. Còn Hi. Saludos desde Hollywood, Los Ángeles. Habla Lourdes de Bolivia. Dạ, chị, bà nói như thế nào chị ha? My name is Lourdes. Bà nói với tên Lourdes. Lourdes, y vengo, I'm from Bolivia. From where? Bolivia. Bolivia, bà từ Bolivia. Bolivia. Yeah, yes, Bolivia. Bolivia. Yeah. Saludos de Hollywood. Hollywood. Paseo de la fama o fama. Famous. Famous. Bà nói mình nổi tiếng. Bà nói là những nào. Bây giờ mình nổi tiếng, mình có mặt ở có tên ở trên cái đại lộ danh vọng rồi. Bà không phải là người Mỹ mà bà ở Bolivia sang đây bà làm cái này. Đó. Và mỗi một đây là một cái phần mà thu nhập thì cũng khá là ổn định đối với bà. I'm Vietnamese. I speak hello. Xin chào. Hello, xin chào. Xin chào Việt Nam. Xin chào. Hello. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Việt Nam đẹp lắm. Việt Nam đẹp lắm. Việt Nam đẹp lắm. Mười Hồ TV. TV. Mười Hồ TV. Mười Hồ TV. Rất là thân thiện ha. Thank you. Yeah, thank you rất nhiều. Bye bye. Bye Việt Nam. Tạm biệt Việt Nam. Tạm biệt Việt Nam. Dạ. Rồi bây giờ thì xin chào thôi. Bye. Cô bác anh chị thấy cái này không? Anh này ảnh đang quảng cáo cho cái nơi bán hàng ở bên trong á. Dạ. Đó, thấy một trong những cái mà người ta quảng cáo khá là ngộn ha. Ngôi sao năm cánh á là năm lĩnh vực trong ngành giải trí á. Đây, hàng micro nè. Đây phim nè. Để cho nhạc nè, mặt vui mặt cười đó. Các bác anh chị thấy rõ chưa? Bây giờ thì Mười Hồ băng ngang đường. Có một cái thông tin mà Mười Hồ muốn chia sẻ. Có một cái anh kia, anh cụm tay ông anh một cái tí xíu. Anh hỏi chà dày không? Nếu như mà chà anh chùi tí xíu là mất hết 5 đồng. Ở đây cũng có những người mà người ta chèo kéo để mà người ta yêu cầu mình sử dụng cái dịch vụ của họ và mình phải trả tiền, ví dụ như là chụp hình ha. Mình thấy người ta mặc đồ hình nhân vật á, chụp hình mình, khi mà mình lại mình chụp hình cái là mình phải trả tiền, kêu là mình phải tiếp đó. Gần cái Hollywood á thì ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn mời cô bác quý chị cùng trải nghiệm ẩm thực Mỹ ngay tại Hollywood thuộc Los Angeles của tiểu bang California. Mời cô bác quý chị cùng vào đây với Bùi Hồ nha. Yeah. Nhà hàng này là tên gì ạ? Mott House. Là cái menu của nhà hàng nè. Cô bác anh chị thấy không? Có một cái cây nến
nó này mùi hồ phải đặt nó là nhà hàng bóng đêm, tại vì nó mờ mờ ảo ảo á. How are you today? Yeah. Anh chị với lại Bùi Hồ ngồi đây á, là có bạn kia cũng xinh gái lắm. Bạn cầm cái máy chụp hình á, bạn đòi chụp hình để mà thu phí đúng không chị? Chụp hình để kênh, kiểu là dịch vụ á, dịch vụ chụp hình á. Đó. Giống như mình hợp mặt gia đình hay gì đó, cái họ chụp hình mình họ lấy tiền. Yeah. Còn đây là cái menu của cái nhà, toàn là tiếng Anh hết rồi. Chắc nhờ chị gọi giùm. Một lần mà Bùi Hồ đi Indonesia, ăn ở trong cái nhà hàng mà có cái ngọn nến mà thấp le lét á, nhìn thấy nó cũng ma mị ha. Yeah. Ở đây là chắc các tài tử Hollywood hả chị ha? Dạ. Phải bật đèn LED lên thì mình mới thấy rõ được cái hình ảnh của nó. Tại ở đây thì đèn nó mờ mờ anh ha. Đó. Ai có chị? May I bring you something to drink here? Uống nước hoặc cốc hả? Yeah. Cocktail anything? Uống nước này được rồi chị? Có biết uống rượu ngon vậy không? Không uống đâu. Em uống bao nhiêu chị? One order some garlic bread to start with. Can I see what? Có một cái thông tin khá là thú vị được người chị chia sẻ như thế này. Cô bác anh chị thấy cái nhà hàng này nó tối tối không? Cái màu nó kiểu như là một cái tông màu chủ đạo là một cái tông màu tối. Và đây là một cái nhà hàng của Mỹ ha. Và đây là một cái không gian nhà hàng nó khá là sang trọng. Theo chị chia sẻ rằng là khi mà với một cái tông màu tối á, như thế này á, thì nó sẽ có một sự riêng tư dành cho hộp mặt. Đó. Cái thứ hai là ở trong một cái tông màu tối như thế này á, làm cho cái món ăn á nó sẽ được bắt mắt hơn. Và họ không thích một cái không gian nó sáng, làm cho khi mà mình thưởng thức món ăn á, nó sẽ bị loãng và nó hơi bị ồn ào một tí xíu. Và đây là một trong những cái phong cách mà người Mỹ họ thưởng thức món ăn. Và đây là một nhà hàng là tên gì chị ha? Mothouse. Nhà hàng Mothouse gần ngay tại Hollywood. Dạ. 1946. Dạ. Ở đây có một cái địa chỉ đây nè. Vì là có một cái sự riêng tư dành cho những người khách kế bên á, nên Bùi Hồ không thể nào mà bật đèn LED để cho mọi người nó mất đi cái sự riêng tư. Nên là nữ thứ phim nó mờ mờ tí xíu, cô bác anh chị nhớ cố gắng theo dõi ha. It come with vegetable, so choose one choice. Oh, vegetables? It come with vegetable and then choose one more choice. Oh, one more choice. Okay. Look. I'll get the steak fries. Thank you. And how about you, sir? I want to get the Australian lobster tail. You want to egg lobster tail for your dinner? Oh, so just for the tỏi. Bánh mì bơ tỏi. Yeah. And the jam này. Oh, wow. Có một lần thì Bùi Hồ cũng ăn một cái nhà hàng Mỹ á, thì trong khi chờ đợi á, thì họ sẽ đem cho mình một cái phần bánh mì. Hình như là em được biết thì cái phần bánh mì này họ sẽ miễn phí đúng không chị hả? Mình mua ha. Bánh mì bơ tỏi. Okay, bây giờ là mực chiên. À, mực chiên. Cái này là mực chiên bột. Dạ. Yeah. Bùi Hồ ấn tượng là món gì họ cũng làm rất là nhiều á. Nó là nữ là thưởng thức chắc không hết đâu. Thank you.
Dạ giống cà chua. Nhưng mà mật thì giòn giòn ngon. Còn đây là bánh mì. Thấy làm YouTube vừa ăn vừa cầm một tay quay phim thì cô bán với chị xem á. Vậy mà còn bị la nữa chứ. Ừ, ở cái phần trong giống này giống như là họ có ướp muối á. Dạ. Dạ. Tỏi bơ hả chị ha? Nó có tỏi bơ. Thường thường bơ nó có để muối thì nó thường thiết nó ngon. Sốt cà chua em thấy ngon á. Dạ. Nhưng mà con mực họ cắt nhỏ cái thành nữ là đâm cái cây này vô khó á. Mực tiên bột thì chấm với lại giống như sốt cà chua á, cà chua mà ngọt ngon á. Oh. And the steak coming, okay? Is there a way to get a box of stuff for us? Yeah, having a box for you. Give me 1 second. Nó mờ quá. Đôm hầm. Dạ, được ạ. Chị thì dùng chai nên là nữ hai món này hai anh em ăn không biết sâu hết luôn. Một người một đuôi. Cái này phải để chị chứ chén cái bơ lên. Cái này dạ. Là cái bơ mình phải dưới lên. Dạ. Dạ. Cái này là nước bơ hả chị? Nước bơ. Dạ. Ở đây thì ở đây là bông cải hả? Ủa, này là gì? Bông cải. Bông cải, rồi đậu que, củ cải đỏ, ủa, hai miếng chanh. Ủa, em mời anh chị, mời anh. Dạ. Dạ. Người cái đuôi. Người cái đuôi đi. Dạ. Có một điều mà vui học. Trong đây dạ. Luôn đi. Ăn trong đây luôn đi nè. Dạ, không, chia bớt này. Dạ. Okay. Dạ. Có một điều mà Bùi Hồ muốn chia sẻ, cô bác anh chị hiểu không? Biết. Okay, yeah, yeah. Cái steak này bèn này, steak. I'm trying to pick that. Have me that one so that hot please. Hot please, anh lấy cái gì hết ra. Oh. Mm. Okay. Oh. Okay. Đây. Oh, cái này là test đúng không? Steak mà mình order á. Dạ. Tại mình order cho nó chín á. Thì nó phải chẻ đôi cái miếng thịt này ra cho nó đừng cho nó chín chứ mình ăn mình không có ấy sống thì nó như mà T-bone á. Dạ. Hai miếng này là một miếng nó dính nhau. Người ta ăn cái kiểu là chưa chín. Dạ. Cho nên mình muốn nó chín mình nó chẻ ra làm hai nó dễ chín hết. Dạ. Này là thịt bò người ta nướng. Hai miếng này anh có chia sẻ là nó là một miếng dày á. Một miếng rất là dày, mình sẽ chẻ nó ra làm hai để mình nướng cho ở trong phần trong nó sẽ chín. À, còn đây là cũng là này là khoai tây chiên. Này là đậu que với lại bông cải đó. Ở đây này là cái này gì chị ha? Cái đó là hành chiên. Củ hành mình chiên ha. Rồi em mời anh chị. Ok, bây giờ chị đổi mà cho em này. Dạ. Để miếng xếp cho em ơi. Lấy cái con bà đưa chưa? Dạ. Để chung thì sao? Mình sẽ xe ra. À. Hai loại. Đúng không? Dạ. Mua vậy mình chia ra mình được vừa ăn steak mà vừa con hồng. Dạ. Đổi thành một cái dĩa to đùng. Không chị em để cho anh dùng nhiều đi. Anh để cái này cái dĩa. Mỗi người một miếng như con. Được đi. Sao đó. Em ăn một miếng thịt bò nhỏ thôi. Không,
Yeah. And slid up over this one. Okay. That one's for him. And then this is your plate. Oh. Your plate. Put your lobster in here. Yeah. Anh phụ em miếng này đi. No, cái này cái chung một miếng. Cái này xương không có gì em. Thôi vậy em ăn miếng nhỏ đi. Cho em dùng miếng nhỏ đi. Okay. Bao tử em bé lắm. Dạ. Cái miếng này qua luôn cho anh đi chị. Dạ. Okay. Yeah. Anh phụ này em với. Phụ em này. Ok, để chị lấy bớt. Dạ, lấy bớt này luôn chị. Không, em ăn này thử đi, ăn cho biết. Anh nhìn quen nước Mỹ như thế nào. Rồi, em ăn thử đi. Rồi. Dạ, anh đủ chưa em ít thôi. Được rồi, em ăn đi, tới em. Dạ, mời cô hát kính chị nha. Rồi, bây giờ mời cô bác anh chị dùng. Có một điều họ phải chia sẻ nè. Đối với tất cả các nhà hàng Mỹ á nha, thì cái con tôm họ không có ăn cái phần đầu hả chị ha. Họ không có ăn phần đầu. Và cái phần này là mình chỉ để mình kiểu là người ta mổ cắt nó ra rồi và người ta nướng để lên con tôm thì trưng bày cho nó bắt mắt thôi. Đây, họ sẽ mở ra nè. À. Thấy không? Dạ. Đấy. Rồi, em cảm ơn chị. Bây giờ mình sẽ dùng thôi. Cắt nó ra. Mỗi lần ăn là quay clip thì phải có người phụ á, thấy thương ghê chưa? Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Anh đè nó xuống chị cắt nó ra phụ em ấy. Và người ta cũng không có thích ăn cái con tôm bự, người ta thích ăn cái con tôm size nó nhỏ nhỏ như thế này nè. Đó. Nhờ có chị hỗ trợ. Dạ. Để coi những cái thứ phim gì cũng phải nói là cố gắng quay cho cô bác anh chị biết ha. Đó. Mình sẽ cắt nó ra hết luôn này. Nhưng mà em thấy ở đây là ăn đều đa số có chanh nặng vô chị ha. Dạ. Dạ chị cắt món này giùm em luôn. Cái này là bò Mỹ. Kêu nó chính tại cái người xã chị không thích ăn nó con có máu. Dạ. Mình ăn người là dở. Người ta ăn medium thì dạ. Ăn medium hoặc là medium rare. Dạ. Còn mình thì không có quen á thì mình ăn cái chính. Thì thịt bò nếu mà mình làm cho nó chín quá gì là nó không có ngon nữa, nó làm thịt bò nó rất là dai. Dạ. Thì tùy theo khẩu vị mỗi người. Như bản thân mình thì mình cũng thích ăn nó chín chín vậy à. Giờ con máu nhìn nó hơi ngại ngại miệng đứa xíu. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị. Cái phần này mình sẽ bỏ nó qua bên nha. Người ta sẽ cắt ở cái phần xương sống như thế này. Dạ. Còn bây giờ lúc mà Bùi Hồ ăn tại sau lưng á, có mọi người đang ăn á, nên là nữ quay có đèn lát không được, mà sẽ chia sẻ những cái gì nó chân thật nhất ha. Đây là cái không gian thật của nó nè, không gian thật nó mờ mờ ảo ảo vậy á. Cái này nước sấm chấm này hình như là nó chua chua ngọt ngọt hả chị ha. Còn đây là tương ớt, tương cà. Bây giờ Bùi Hồ xem tôm trước nha. Đây là tôm. Dạ. Chấm thử miếng bơ. Dạ. Anh có chứ, anh có bơ chứ. Dạ. Thịt tôm dai kìa ha. Dạ. Cái thịt bò mà nướng chín quá thì nó dai. Dạ. Cho nên người ta ăn hơi còn sống. Dạ. Nhưng mà mình nướng lên thịt tiên xào cho nó chín là hết. Hôm nay là miếng thịt bò.
bò nướng. Mình có ấn tượng với lại cái nước chấm này nha. Cái nước chấm này nè. Đây. Nước chấm này nó ngon ngọt, nó giống chua chua ngọt ngọt á. Bò nướng thì chín thì nó dai anh ha. Nó dai nhiều ha. Yeah. Medium rare hay là medium. Yeah. Còn béo chút. À, medium là mềm. Medium là chín khoảng 50% á. À. Chị kêu hai phần. Chị thì không có ăn gì thì ăn chay. Anh em ăn cái này xe ra mỗi người ăn được một ít. Nhưng mà bao nhiêu đây là nó quá trời, nó no luôn rồi. Tại vì cô bán với anh chị á, mấy chị em cũng mới ăn, vừa ăn một cái tấp trái bắp của Mexico á. Bắp cũng to đùng luôn. Đây là nó giống như là những cái set của nó vậy ha, những cái set của nó. Tôm thì nó tươi á, nó dai lắm. Đây là thịt bò nướng. Chị nói nướng mấy đứa là nướng đi kiểu như là 50% cho sống và 50% chín. Khi mà mình cắt miếng thịt ra, nó vẫn còn máu ở trong đó. Ừ, mình yêu cầu là họ sẽ nướng cho nó chín hơn đi xíu. Và cái miếng thịt nó khá là dày. Thì khi mà nướng thì mình phải cắt cho làm hai. Cái miếng thịt này đã chín rồi nè. Đây là cà gó. Đây là Hướng Phim chia sẻ để đi chơi vòng vòng cho cô bác anh chị biết luôn. Để thôi nói bùi hột cứ ở nhà hồi. Tại vì người ta chưa đi thôi chứ đâu phải người ta ở nhà đâu. Đúng không anh? Dạ. Tại vì chưa thấy thứ phim bùi hột boss luôn. Cái hành trình tại Mỹ là một hành trình rất là nhiều thứ phim. Mà bùi hột muốn chia sẻ hết những cái cuộc sống văn hóa của Mỹ. Cũng như là về người Việt đang sinh sống tại Mỹ cho cô bác với anh chị hiểu thêm. Ở đây thì bùi hột có sự so sánh rằng là đừng bao giờ lấy cái tiền ở Việt Nam để mà so sánh đổi sang với lại cái tiền Mỹ, vì giá trị lao động ở mỗi nơi nó một khác nhau. Tại vì bùi hột chỉ muốn là để cho người Việt tại Việt Nam hiểu là cái phần đó là bao nhiêu tiền ở tiền Việt Nam thôi, chứ ở đây không có sự so sánh. Và theo một số thông tin thì bùi hột nhận biết được á, thì một giờ ở đây thì ở thời điểm hiện tại thì khoảng ít nhất thì khoảng 15 đồng hay gì ha, một giờ. Làm ai nhân viên mà làm trong nhà hàng á, là 20 đồng một giờ. Nhân viên làm ở nhà hàng này bình quân thì khoảng 20 đồng một giờ. Còn bình quân của người dân ngay tại California thì khoảng 16 đồng cho một giờ. Đó thì 16 đồng thì nó khoảng một giờ là khoảng mấy trăm ngàn tiền Việt vậy đó. Thế thì muốn chia sẻ cho cô bác quý chị biết. Còn bây giờ thôi thì đoạn clip cũng khá là dài rồi. Một ngày lang thang rồi thưởng thức những món ăn, chia sẻ cô bác anh chị hiểu thêm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ha.